Sáng nay ngày 30 tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh, thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, giải quyết điểm nghẽn giao thông giữa hai bờ sông Hồng. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực, năng động, linh hoạt của các cấp ủy đảng. Chính quyền thành phố Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 đến 2025. Đây là công trình đóng vai trò quan trọng nhằm hoàn thiện tuyến đường vành đai 2 và kết nối với các tuyến vành đai khác của thành phố Hà Nội, tạo tiền đề cho việc hình thành chuỗi các đô thị phía Bắc thủ đô.